Anh ơi. Tí nữa em xuống bên dưới mà kéo dây xem nhá. Dưới đâu? Về về nhà, à về dưới kia. Xem có căng không á? Xem có căng không á? Đây này, nó bị ấy vào đây này. Khả năng không được đâu. Thôi em về kéo đi. Xong đi cái xe đây nhé. Đi xe anh à? Ok. Bây giờ chúng ta vượt núi. Qua sông này là... tắt đèn treo tắt trèo nữa. Ôi. Quay chuẩn vào nhé. Phải đứng mẹ lên cột kia mà anh ạ. Đây này. Có cái dây nào ở đây không? Đây này. Đang mưa chứ. Ừ. Lùi lùi đi, em tiến lên. Thôi để anh ném lại nhá. Ừ. Đây này, ném được sao nó vào được đây này. Ném phát lên cột điện kia là ngon. Hãy đưa cái dây mồi kia đây. Đây, bây giờ phải mồi. Mồi đứng đây ném xuống. Mồi từ trên này xuống. Băng rừng vượt núi. Quay ngang ấy. Chứ không cắt được đâu. Bình luận đấy anh lấy gì cho câu gì cho ngầu đi anh. tất cả là khách lỗi, hàng lỗi do khách hàng rồi. Thứ hai là đứa nào tư vấn viên đúng không? Chỗ nào rồi qua cắt mẹ đi mà nối vào. Hôm nay 27 Tết rồi. Còn chục cái thuê bao nữa thôi là được về ăn Tết rồi. Một cái Tết ấm áp. Phải đái luôn. Đã ấm rồi còn no chứ.
nó hạnh phúc. Tí em cầm lấy cái đầu này. Ok. Đâu nhỉ? Đấy, bột thôi. Quay như thế thì nhìn thấy cái bòi. Không này, mẹ bảo lừa dối người xem. Đâu nhỉ? Vừa ném xuống đâu nhỉ? Đây, 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 bên này, bên này. Nghệ thuật là anh chàng lừa rồi. Tuyệt vời. Trơn thế. Thấy không? À kia kìa, em thấy nó dây nữa kia kìa. Vận động viên ném, ném đá. Này sẽ thành công hơn. Nghe tạch phân rồi. Lần này chuẩn có mẹ luôn. Ngược đôi. Đây từ cho lên đây đã. Cho vứt lên đây đã. Ê. Được chưa? Chưa. Anh nghĩ là được rồi đấy. Còn một lùm nữa mà. Đây này. Đây nó rơi trong chỗ này này. Thế một kiểu ném được sao thế đấy. Đây 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 đây. Vẫn bị đấy nhỉ? Thì em bảo anh đứng dịch ra ngoài này anh ném không hơn à? Đây này, đứng chỗ này ném bỏ vào đây không nhanh hơn à? Vấn đề.
qua đây. Ê, ném ra cái chỗ trống này không dễ hơn à? Là khó ném. Đưa điện thoại em đây cái. To chậm nó bao nhiêu mét? Một nụ cười rất tươi. Em nào mong nhìn ngon đấy. Người yêu đây à? Ừ. Ông triển khai nó đi. Từ từ đánh đó. Xem bao nhiêu mét rồi. Thấy Google Maps chưa? Đây mang lên đây. Mang điện thoại em đây. Từ đây chúng ta sẽ băng thẳng ra ngoài trại. Đo khoảng cách 137 m. 137 m. 140 m đi. 40 m. 138. Đây là dây bao nhiêu mét rồi? 6, 7, 5. Máy tính đâu nhỉ? 6, 7, 5 trừ 140. 5, 3, 5. Đây. 535. Tất cả vì một cái Tết ấm no. Đường lấy đường của mình hay là của điện vậy? Đường lấy đường mình hay đường mạng à, đường điện vậy? Xuống dưới ấy, lúc nào không có người thì anh ném rơi xuống. Ok. Có quay anh nữa không? Cái đây. Nhanh nhanh. Thôi thôi từ từ. Rồi rồi. Ok. Đóng.